bao nhiêu tuổi và bắt quê ở đâu ạ? À, tôi Lê Việt Hồng, quê quán Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Điều trị hôm 30 tháng 4 đến giờ. Mình được mấy mũi vậy ạ? Vào hóa chất 7 mũi rồi. Dạ. Bác thì làm sao mà bác biết được là có cái chương trình cắt tóc cho bệnh nhân? Nghe người ta truyền, người ta nói. Bác ơi, không tôi. Tôi nghe người ta nói. Bác thấy thì cái chương trình này thì có ý nghĩa không ạ? Vâng, có ý nghĩa. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn rồi của ta. Bác nói cho cháu một chút là nghe thông tin từ bệnh viện thì hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đến đấy để được cắt tóc, và tôi rất là cảm ơn bệnh viện đã có cái chương trình đồng hành với bệnh nhân để hỗ trợ bệnh nhân nhé. Bác nói lại cháu thì nhé. Vì sao mà bác biết là có cái chương trình này ạ? À, tôi nghe người ta nói bảo là có cái chương trình của bệnh viện cắt tóc giúp cho bệnh nhân. Thì hôm nay tôi cũng đến đây cắt tóc, cảm ơn cái là bệnh viện để có cái chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân cắt tóc ngày hôm nay. Rất chân thành cảm ơn. Cũng mong muốn là hồi ta sẽ duy trì và giúp cho bệnh nhân được lâu dài hơn. Chân thành cảm ơn. Cảm ơn bác ạ. Vâng.